quý vị khán giả cùng đến với bản tin dự báo thời tiết của Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu. Thưa quý vị, đêm qua và sáng nay, tỉnh Lai Châu có mưa vừa đến mưa to rải rác, cục bộ có nơi mưa rất to và dông. Lượng mưa tính từ sau 19 giờ ngày 23 tháng 6 đến 13 giờ ngày 24 tháng 6 phổ biến từ 50 đến 130 mm. Một số điểm có lượng mưa lớn trên 150 mm như Nậm Hăn 167 mm, Tủa Xín Trải 155 mm. Dự báo đêm nay và ngày mai, tỉnh Lai Châu còn có mưa vừa, mưa to rải rác và dông. Mưa chủ yếu tập trung vào đêm và sáng sớm. Tổng lượng mưa phổ biến từ 20 đến 50 mm trong 24 giờ, có nơi trên 60 mm trong 24 giờ. Trong mưa dông, đề phòng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cảnh báo nguy cơ cao lũ quét xảy ra trên các sông suối nhỏ và nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất trên các sườn dốc và ngập úng cục bộ tại các vùng thấp. Nguy cơ lũ quét sạt lở đất cao tại các huyện Sìn Hồ, Nậm Nhùn, Phong Thổ, Tam Đường, Than Uyên, Tân Uyên. Nguy cơ lũ quét sạt lở đất trung bình và thấp tại các huyện Mường Tè và thành phố Lai Châu. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1. Cảnh báo tác động của lũ quét và sạt lở đất tại các khu dân cư, thôn bản ven các sông suối nhỏ. Quý vị và người dân lưu ý khi lưu thông qua các đoạn đường đèo ngầm, cầu tràn và tại các địa bàn cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất, cần đặc biệt lưu ý để có các biện pháp phòng tránh. Chuyển sang phần dự báo thời tiết. Các khu vực trên địa bàn tỉnh, đêm nay và ngày mai phổ biến là nhiều mây, đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, ngày có mưa vài nơi, ngày nắng. Trong mưa dông, đề phòng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ phổ biến là từ 20 đến 33 độ, vùng núi cao từ 18 đến 25 độ, độ ẩm từ 85 đến 98%. Cụ thể, thành phố Lai Châu nhiệt độ từ 20 đến 28 độ, độ ẩm từ 90 đến 95%. Huyện Mường Tè nhiệt độ từ 22 đến 33 độ, độ ẩm từ 85 đến 95%. Khu vực huyện Sìn Hồ nhiệt độ từ 18 đến 25 độ, độ ẩm từ 90 đến 95%. Huyện Than Uyên nhiệt độ từ 22 đến 31 độ, độ ẩm từ 85 đến 95%. Huyện Nậm Nhùn nhiệt độ từ 22 đến 33 độ, độ ẩm từ 85 đến 95%. Huyện Tam Đường nhiệt độ từ 22 đến 31 độ, độ ẩm từ 85 đến 95%. Đối với khu vực huyện Tân Uyên nhiệt độ từ 22 đến 31 độ, độ ẩm từ 85 đến 95%. Huyện Phong Thổ nhiệt độ từ 22 đến 33 độ, độ ẩm từ 85 đến 95%. Trên đây là phần dự báo và cảnh báo thời tiết của Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.